Đồ gỗ Thanh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 7 tháng 1 năm 2018, Thanh Luân xin trân trọng giới thiệu hai chiếc tủ, một chiếc tủ tivi và một chiếc tủ để bày đồ gỗ gụ. Hai sản phẩm này chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của khách hàng là chị Tuyết ở phố Đà Lẵng, thành phố Hải Phòng. Trước khi hoàn thiện bàn giao cho khách hàng, Thanh Luân sẽ quay lại một lượt phần chi tiết từng cái tủ này để cho khách hàng xem, cũng như những khách hàng có nhu cầu muốn đặt cái sản phẩm tương tự giống như thế này nên liên hệ trực tiếp với đồ gỗ Thanh Luân qua số điện thoại 0972770888 và 0967110389. Đồ gỗ Thanh Luân tại hai cơ sở, tại cơ sở 1 ở Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội và tại cơ sở 2 số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Video clip quý vị đang xem đang được Thanh Luân quay trực tiếp tại đồ gỗ Thanh Luân cơ sở 2 số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Ngoài trước hai tủ ra, Thanh Luân còn đang hoàn thiện rất nhiều các mặt hàng khác cho khách hàng ở khắp nơi trên toàn quốc. Trên mình quý vị đã xem đây là bộ bức tranh thuận buồm xuôi gió gỗ hương đá của Nam Phi, kích thước là 2m11 x 1m, đang trưng bày tại đồ gỗ Thanh Luân cơ sở 2. Tại cơ sở 1 chúng tôi đã có rất nhiều những bức tranh giống như này cho quý khách hàng về lựa chọn. Quay trở lại hai chiếc tủ bày đồ gỗ gụ, kích thước chiếc tủ nhỏ là rộng 1m, sâu 50 và cao 90 gỗ gụ. Chiếc tủ này khách hàng có thể để tivi hoặc là để các thứ bên trong rất là nhiều, bên trong như ngăn làm đôi, cũng như cái chiếc tủ to và dài hơn như là dài 2m17, rộng 50 và cao là 1m07, kích thước rất là dài rộng và bày đồ rất là thoải mái. Bên trong này chúng tôi là mở cửa, mở hai bên, trong rất là rộng bông bênh. Còn một cái đợt, còn một đợt ngăn đôi chúng tôi chưa làm. Tủ rất dài rộng, quý khách hàng nào có nhu cầu muốn sở hữu ngay cái sản phẩm đẹp và đỉnh cao giống như thế này liên hệ trực tiếp với đồ gỗ Thanh Luân qua số điện thoại 0972770888 và 0967110389. Đồ gỗ Thanh Luân tại hai cơ sở, tại cơ sở 1 ở Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội và tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Alo. Đây rồi, con xem bây giờ đây, đợi đi. Giường á? Có, thích nếm 6m thì đợi, phải đợi một thời gian. Thế bảo anh nếm 8 thì bây giờ 6 ít người dùng lắm, nếm 8 thì nó rộng. Vâng. Nam ơi, bỏ cái đồ ra cho bác phi xe lên. Lâu lắm gặp chú. Chị Bình chú ra xem đây là đồ đèn. Nhận 100 triệu nhá. Mẹ ghi giấy cho anh ấy, nhận 100 triệu. Chị Bình quý vị xem là Thanh Luân đang giới thiệu một số đôi đèn thờ bằng gỗ hương đỏ và gỗ chắc. Cao là 45 phân. Cao 50 phân từ mặt đất lên trên ngọn. Xem chú sao bên này xem. Dạ vâng, cứ xem đi, đợi cháu tí. Khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu một trong những sản phẩm đặc sắc giống như hai tủ này liên hệ trực tiếp với Thanh Luân qua hai số điện thoại 0972770888 và 0967110389. Đồ gỗ Thanh Luân tại hai cơ sở, Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội và cơ sở 2 ở số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Thanh Luân xin tạm dừng tại đây và xin hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.